Làng Mai Đàn, xã Cam Chính, nơi cách đây 50 năm, khi nghe tin Bác Hồ mất, cán bộ và nhân dân đã bí mật tổ chức lễ truy điệu và lễ tang cho Bác. Trong điều kiện hết sức khó khăn, kẻ thù tìm cách chống phá cách mạng và truy lùng gắt gao, nhưng với tình cảm, lòng tiếc thương vô hạn đối với Bác, lễ truy điệu được đông đảo cán bộ và nhân dân làng Mai Đàn tham gia. Và hôm nay dù đã 50 năm đi qua, nhưng giây phút thiêng liêng ấy vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức của mỗi người dân nơi đây. Nghe tin Bác mất cái dữ là sẽ đến bao ta quá đau đớn, nên khi là dù rắn nữa cũng làm lễ trí đưa cho Bác cho được. Hồi nãy chuyện đến thì quả đơn giản, trên một cái lá cờ là một cái ảnh của Bác, với là dễ như là gì? Một chuỗi dáng tháp tam rẽ, rồi là khi nữa là bắt đầu là anh em cán bộ đọc lên nói lên cái sự sinh của Bác. Rồi sống chuối rồi là coi như là cũng làm cũng nhanh ngon thôi, cũng làm lâu cũng sợ. Là bà con đấy á, coi như là họ toàn là lấy quay nón đét để làm đó là thể một cái đeo cái tang cho Bác. Xuất phát từ tấm lòng, tình cảm sâu sắc của mình đối với Bác, đặc biệt là thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhân dân làng Mai Đàn đã tích cực lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, thi đua thực hiện các phong trào tại địa phương. Để nâng cao thu nhập, địa phương đã chủ động chỉ đạo người dân cải tạo vườn tạp, xây dựng các vườn mẫu về trồng cây công nghiệp, cây ăn quả. Chủ động kết hợp trồng trọt với chăn nuôi theo hướng hàng hóa, thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm, liên kết theo chuỗi. Nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn hơn 1%, thu nhập bình quân đầu người hơn 30 triệu đồng. Đặc biệt, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã huy động nguồn lực, đóng góp tiền của để xây dựng các tiêu chí. Đến cuối năm 2016, thôn đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và hiện nay đang phấn đấu đạt khu dân cư kiểu mẫu. Chi bộ cũng chỉ đạo các cái đoàn thể chính trị xã hội nông thôn cũng như các cái gia đình là gương mẫu thực hiện một số cái tiêu chí, đặc biệt là các cái tiêu chí theo quy định của huyện, của tỉnh. Làm thế nào trong năm 2019 này và những năm tiếp theo thì hoàn chỉnh cái nông thôn mới, đặc biệt là cái là phát triển kinh tế hộ gia đình rồi trong thôn nâng lên để bà con là có cái đời sống khá hơn. Sự thay da đổi thịt ở thôn Mai Đàn hôm nay chính là động lực thúc đẩy người dân vững tin trong lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn như Bác Hằng mong muốn.